10, 9, dạ, tụi em là 7, 6, 5. Là những người mà được khán giả chọn để đánh trận này. Và em rất là tin tưởng vào team của tụi em. Có thể một lần nào đó được gọi là thắng được một đội gọi là đi chung kết thế giới. Mình nghĩ là sự tin tưởng của bạn hoàn toàn cơ sở thôi, tại vì Mega mà Loki còn thua được mà, các bạn vẫn có nhiều cơ hội lắm. Thì ngoài cái chuyện là họ là một đội chuyên nghiệp và các bạn rất muốn có cơ hội thắng họ, thì liệu các bạn có một cái kế hoạch gì để có thể có được một kết quả tốt cho Loki không? Tôi hỏi một cụ game thủ chuyên nghiệp đi ha, tích tích nè. Dạ chắc tụi em kéo 5 thằng ra mít chơi chết thằng hậu luôn, chơi chết thằng hậu béo luôn là xong. Xin cảm ơn hai đội và xin mời hai đội về vị trí thi đấu của mình. Chúng ta hãy cùng tiến đến một trận siêu showmatch và nó cực kỳ thú vị. Cuộc đối đầu giữa 5 streamer, đối thủ của họ là ai? Đại diện của Việt Nam tại chung kết thế giới vừa rồi được tham gia đó chính là Loki Esports. Nhưng mà đâu đó thì tôi thấy rằng cái sự tự tin đến từ Windy cũng tương đối là lớn, sẵn sàng gặt cổ các thành viên của phía LK Esports luôn. Rồi như vậy là chúng ta có thể thấy rằng các thành viên của phía team Shipper thì đâu đó một vài những thành viên đã đổi tên. Tôi có thể thấy Windy cay quá. Lượt cắm đầu tiên của bên đội streamer đó chính là Hegarim. Để coi có thông điệp không? Có thông điệp nào ẩn đến từ các thành viên, các sự lựa chọn cắm của cả hai đội tuyển không? Chúng ta có được một chữ L lấp lánh. Nè, Hoang Online nè. Tiếp theo đó là chữ E chắc luôn. Tôi dự đoán chữ E chắc luôn. Đấy, rất là hợp lý. Gửi một thông điệp nào đấy chẳng hạn, ví dụ như okay. Tên của chúng tôi và tên của giải đấu và tên cũng như là tên của nhà tài trợ nữa. Đúng rồi, nhân tiện đây thì cũng xin được cảm ơn nhà tài trợ Hang Online Sport đã tài trợ giải đấu với nhãn hàng Hang Online cùng với các đơn vị đồng hành Garena, Rush Game, Retori và nhãn hàng thời trang Doshin. Và đây, tôi đang thấy Celebrity đang cầm con quen. Venus đã bị phát hiện, anh ta hay. Tìm cách bỏ chạy đi. Lăn bụng bỏ chạy, tóc biến lên. Đó là một cú tiên hình kiếm chuẩn xác, cút quy quá tốt là Celebrity bị bắn, anh ta nằm xuống. Chiến công đầu, dành cho team của streamer Việt Nam nói là làm. Các thành viên của phía team streamer quyết định là chơi phủ đầu all in trong vài thi đấu này và họ đã thành công. Đầu tiên là cái hướng di chuyển, họ đi thẳng xuống khu vực đường dưới, nơi mà không có các thành viên của phía LK Sport. Phía bên đây, Hà Tiêu Vu đang có cơ hội. Lưu ngoại à, trong tình huống này tiếp tục ném vào Antifax. Antifax quyết định chơi cho mình đó con xin. Bên phía của team streamer đang có được 2 điểm hạ gục. Tức liệu đó, đúng vậy mới đánh được. Nhưng mà kèo này đánh không lại đâu, kèo này đúng. Phải có đồ, có máu cơ. Còn đây Windy vòng ra phía sau, cây quá đang rình rập cấp độ 2, có tình huống hoảng sợ, liệu rằng hút máu hay không trong tình huống này vẫn chưa thấy cái kỹ năng của Windy tung lại gì. Như Celeb một lần nữa đã phải nằm rồi, sát thương là quá nhiều. Windy vừa rồi đánh hít khá là chuẩn đó. Hải Cung sẽ bị huống băng trụ nâng lính vào, tốc biến lên đến từ Antifax, tốc biến chạy đến từ Misty. Cô nàng này phải nằm xuống, rất đáng tiếc cho Misty, để mà cũng dành cho Antifax. Hà Tiêu Phu di chuyển ra khu vực đường giữa, ăn hiếp chị Misty của Hà Tiêu Phu nãy giờ. Kích hoạt cho mình đó chiều cuối, tấn công vào Antifax, nhưng Antifax có tốc hành. Anh ta chạy quá nhanh trong tình huống này. Ôi trời ơi. Này thì đứng lại, tiếp tục Hà Tiêu Phu, Hà Tiêu Phu anh ta vẫn đang ngửi, anh ta ngửi khá ô. Điên cây tới và chém liên tục vào người của Hà Tiêu Phu. Hà Tiêu Phu vẫn đang tìm cách bỏ chạy. Đã có đội tới, Điên cây tìm cách bỏ chạy. Anh ta còn lướt, anh ta lướt, anh ta lướt thủ qua tường. Anh ta lướt thủ qua tường, anh ta lướt lại. Bốn hội đang là bạn đập xuống rồi, Điên cây đi theo. Mỗi bên một đội một. Misty đang gặp nguy hiểm khu vực đường giữa. Có Hi Nam, bố của hổ, làm choáng được Antifax trong tình huống này. Và đó là điểm hạ gục dành cho Hi Nam. Chỉ số lĩnh so với Hà Tiêu Phu. Nhưng đây có phải là một tình huống quy trung và đó là cú trăng trội kiệt sức kiệt sức cho Misty. Ôi ơi, tiếp tục là Hi Nam có bạn nè, ở đâu ra vậy, ở đâu ra có bạn ở đây nãy khá là nhiều. Ôi lăn bụng không tốc biến ôi Hi Nam kia này anh ta chạy được hay không. Đây đó là cú thái dương là sang rất đẹp giữ cho ba người của Hà Tiêu Phu cúi lên và đi là Hà Tiêu Phu ta bổ mọi người của DNK. Chúng bao nhiêu là người có đi cùng bốn của họ lách qua trái để né khỏi lực sát thương tiếp. Celebrity tóc biến lên, anh ta kéo không trúng nhưng cú nổ từ chiếc cuối là đủ sát thương. Venus bị hạ gục bởi Locafor và Artifact đang tìm cách lùi về. Anh ta đang cố gắng rải ra. Đó là cú quay tay kêu cực đẹp của Thánh Chi tới. Bùng nổ sức mạnh chưa đủ sát thương. Celebrity cần phải lướng qua bên phải nếu như ta không muốn nằm xuống. Cú E không chuẩn xác và Locafor lùi về được. Lần này là một tình huống phản công ngược trở lại đến từ bên phía của Loki Sport khi mà Honey đã dịch chuyển xuống khu vực đường dưới. Tích sẽ gặp nguy hiểm. Tích, ôi tại sao Tích vẫn cứ cố dấn mình lên thế này? Anh ta không có cách nào bỏ chạy cả, nhưng anh ta có thể cùng được Antifax không lướt lên bắn. Đó là một bắn rất đẹp của Tích. Tích sẽ nằm xuống, nhưng anh ta nằm xuống trong vinh hoàng.
đem tình huống được trên chúng ta nãy vừa mới coi một lần nữa để có thể xem lại cái khả năng phối hợp giữa Windy và Hà Trường Thu khá là tốt. Thứ nhất là thời điểm canh thời điểm ra của cả hai người chơi này rất là hợp lý, tấn công vào Hani. Hani vừa rồi cũng có ý định đào thoát nhưng đáng tiếc là anh ta bị tốc biến lên dứt điểm ở đường dưới, tiếp tục đánh nhau. Celebrity sẽ bị hạ gục ngay trong trụ. Thích thi đấu quá xuất sắc trong trụ này. Khá nhiều người được share tiền ở trong tình huống đấy, không có một ai gọi là xanh nhất cả. Lại một nữa, đây là phong cách của Windy, tức nghĩa là anh ta, đó là cú chữ cuối rất đẹp của Windy. Hani đang rất thấp máu, đang bị đối phương đốt gần chết và Windy đang muốn quay trở lại tấn công và đó để mà gục dành cho Olaf đồng thời của Logafor. Còn trong đó khu vực đường giữa, Misty phải trả giá ở tình huống đối phương 3-1. Team Tích là một cái team rất thú vị ở trong cái giải đấu chúng ta, khi mà gần như trong tất cả những trận đấu của họ không ăn một con đồng nào cả. Còn đây chính là, thật ra đây gọi là phong cách của Windy, tức là anh ta luôn có một phong cách chiến đấu đó là mạnh mẽ, đó là nằm chờ bó tới. Nằm trong cỏ chờ bo tới. Để Windy nằm chờ bo. Đó, lại nằm chờ bo tiếp. Đang nằm cỏ chờ bo. Rồi, câu được rồi. Đó là Celebrity. Celebrity đang rất sắp máu. Nhưng Windy về được hay không, đó là câu chuyện khác hoàn toàn. Đã có người chặn bo, đó là DNK và Venus. Nhưng trước hết bắt tích tích cái đảo đó là có quyền quá chuẩn xác lăn một trúng. Thêm thùng đủ nổ kết hợp thêm. Đó là chiêu cuối của DNK Thái Dương hạ sang chuẩn xác vào một thành viên. Nhưng đây là số lượng đông hơn dành cho các thành viên của Loki Esports. Quy chủ và người bỏ của họ. Nhưng Windy mới là mục tiêu. DNK không bị hạ gục bởi Windy mà ngược lại Windy mới là người bị giết cho Hy Nam. Vô luôn. Ôi Venus âm trụ, Venus lùi đền và Venus. Đổi mạng. Đổi mạng. Đây là phong cách của Gia Sư. Windy vừa rồi thì lần này thì cá khôn hơn chút xíu rồi. Thoát về được. Không bị câu đến từ Windy khi mà Windy sử dụng chiêu cuối. Nhưng đây tích bị ném về. Bốn thành viên của VLK tấn công vào tích đã phải nằm xuống rồi. Windy! Thôi. Chắc anh ta đang cầu nguyện cho người đồng đội của mình mới nằm xuống. Còn trong đó Hà Tiêu Phu. Nhưng rất đáng tiếc xung quanh Hà Tiêu Phu lại có những người đồng đội của mình. Cây đã bị bổ nằm xuống. Venus có thể này nhận tích tê bùng nổ. Mà chưa đủ giết được Venus. Cú quyết tích tê của Logamore không đủ. Khoảng cách để có thể giữ chân được Venus. Đã có những cái chuyện này. Celebrity cũng đã tới. Venus thấp máu phải lăn bụng chạy đi. Còn do phía bên trái, Windy đang bị hít khói. Và anh ta hít tới khi bị ngã gục. Còn Misty thì nhấn đồng hồ. Sau đồng hồ sẽ là điểm hạ gục tiếp theo dành cho các thành viên của Loki Esports. Còn Logamore phải nằm xuống tích tích. Vừa bắn vừa than thở và cầu nguyện ta có thể sống được không. Anh ta sử dụng thanh trừng và anh ta bỏ chạy về được. Tiếp tục đánh nhau. Kéo trung và chú bao nhiêu phải nằm xuống. Hy Nam đang tìm cách bỏ chạy. 3-1. Venus cũng đã di chuyển vào bên trong lăn bụng trúng rồi. Celebrity ôm sát thương được, sau đó anh ta thoát ra. Artifact là người ôm tiếp theo. Anh ta bị đối phương giữ chân lại, trụ bắn nằm xuống và Artifact đã bị hạ gục. Mạng chấp chính dành cho Leo nè. Đó là quay sạch dành cho Loki. Nãy giờ đánh nhau quá trời, đánh nhau liên tiếp ở khắp nơi trên bản đồ và chúng ta có thể thấy Loki Sport họ đa phần là giành chiến thắng trong những pha giao tranh nhỏ lẻ. Muốn Venus phải nằm chạy như một cơn gió nè, chứ cuối nè. Nhưng mà không sao, đây là pha tính toán đến từ Windy, người đồng đội của mình. Bây giờ tôi nhớ tới lời dạy của ba tôi. Nghề chọn người, có những người mà tố chất danh hài của họ có sẵn ở trong rồi. Chúng ta không nên bỏ qua những tình huống. Đúng. Không nên bỏ rồi, Windy xong rồi. Trước khi đến với tình huống đó, chúng ta hãy cùng xem tình huống này. Phản sợ đối phương, bị hất, cố gắng chạy, Windy né. Trời ơi, xong rồi. Dẫn đồng hồ hay. Windy anh ta vẫn đang chuyện. Ui, thì tiếp theo sẽ là Hy Nam. Và thì phát vẫn đang cố gắng dí cho bằng được Hy Nam, không có cách nào cho Hy Nam bỏ chạy cả. Venus đã di chuyển ra để hỗ trợ Thiên Định kiếm trúng. Nhưng không có ai để giúp đỡ cả. Logafor bắt buộc phải sử dụng chiêu cuối của mình để thoát khỏi thùng đụng nổ. Khó chịu vậy, Antifact chơi còn đang khó chịu thì chứ. Khó chịu, bây giờ cái khói của Antifact á. Rồi, tiếp theo, hất tung tiếp. Và tích tích đang bị gây sát thương. Logafor một mình anh ta chống chọi đối phương cùng với cái trụ của mình. Trụ đang bắn Antifact, trụ bắn chết được Antifact. Nhưng Logafor cũng phải đi theo. Và Misty tới làm gì đây? Misty tới để ngắm nhìn thật rõ từng người đồng đội của mình nằm xuống. Misty bị giật về trong Windy này. Sử dụng chiêu cuối. Anh ta đây là một chiêu cuối rất đẹp. Ngoại trừ cái chuyện là Windy thì đã bị hạ gục bởi vì sát thương đối phương dồn vào là quá nhiều. Khu vực đường trên, Misty cần phải lùi về. Bây giờ cái khói của Antifact nó kinh khủng lắm. Bây giờ ngửi khói qua thì bắt không khác gì bạn ngửi khói nhang kìa. Không, nhưng chịu không nổi. Antifact cần phải bình tĩnh nha, đừng có bế Misty về nha.
Rồi, bể này chăng? Có chuyện thấy không bể thấy chưa? Không bể. Nhưng mà đó chỉ là hấp tung mà thôi. Venus tới đây chắc đang muốn mời Misty một chút rượu hãy để cho Venus tới. Đó. Hơi khó, quăng hùng rượu hơi quăng hơi kỳ, hơi kỳ, hơi kỳ. Sao Venus? Cho Venus điểm vào cục à? Hình như là muốn cho Venus điểm vào cục. Đang hù. Em ăn tối chứ nhờ. Nếu không thì làm một ly. Chắc là như vậy. Và kỳ này Misty rất khó chạy. Quan trọng Misty có được ăn mạng qua không, đó là Thái Dương Hạ Sang. Em không uống rượu, em uống điểm hạ gục các anh. Và Venus đang phải bỏ chạy đó, chương cuối của Wendy. Giúp cho Wendy có được điểm hạ gục. Còn trong đó Celebrity một mình chống chọi với ba thành viên phía bên kia rất khó thiên định kiếm trúng. Và đó là bạn. Còn trong đó Misty được 10 khối. Được 10 khối. Được, thôi bây giờ trên lớn đi. Trên lớn tấn công vào Baron đi. Wendy đang đứng phía trong, anh ta không có chiêu cuối. Phía bên đây là Hậu Béo đang búa búa, lắc lư với cái bình mật ong phía sau lưng của anh ta. Anh ta đang búa quạt. Anh ta đang búa quạt trước đội hình của đối phương. À, thấy luôn mà. Đấy, đấy, đấy. Em búa quạt tới mọi người à. Và Adi Mắc đang bị tìm cách bỏ chạy bị dính xanh trần của Nguyên của chuẩn sát qua Hà Tiền Phu. Sát thương đang dồn và Ba Thép phải nằm xuống. Wendy đang tìm góc. Wendy đang tìm góc và anh ta sẽ được đối phương, anh ta khiến đối phương hoảng sợ. Đó là thiên định kiếm dụng, sẽ có thể phát hiện đối phương, sẽ dùng, sẽ thương vào những chứa nằm xuống. Quang Tùng đủ quang nguyên không cường sát. Và Hiền Nam đang tỷ làm chậm về cú W đến từ bài xuyên này. Wendy thì đang tìm cách bỏ chạy, anh ta bị kẹt trong hầm. Anh ta bị kẹt trong hầm rồi, tất nhiên người trở lại. Anh ta muốn, anh ta không là người gì hết. Chúng ta nhìn Wendy, Wendy vẫn phong cách đấy, nhưng rất đáng tiếc. Gặp chiêu cuối tóc biến lại để cho nó đủ tầm. Và đối phương tự nhiên đâu có ta, đối phương có cái đắc thắng trong trận đấu vừa rồi thì phải tự nhiên hồi cục máu lớn. Và con Baron cũng đã có rồi. Đây là thời điểm rất thích hợp để... Ôi Venus đó mà cố lăn bụng và kết hợp thêm chiêu cuối quá tuyệt vời. Misty bắt buộc phải nằm xuống, còn trong đó Hà Tiền Phu muốn cân. Anh ta bật chiêu cuối lên, anh ta đang bổ liên tục. Nhưng Tích Tích đã nằm xuống trước đó. Và Wendy, anh ta vừa sử dụng chiêu cuối là tôi không thấy anh ta đâu cả. Và tiếp theo là điểm vào gục dịch cho Hani. Loki Sport họ đánh bại được 4 thành viên của đối phương và bọn họ sẽ tiến thẳng ra khu vực Baron. Quan trọng đó là lấy trụ mà thôi. Có được trụ, có được thêm nữa artifact. Anh ta đang muốn giết, ta đang muốn bắt cho một đường ép đường tử thần ra đốc của Olaf. Olaf đang bị kẹt, đang đánh vào trong cái lòng của Hani. Hani bị ba người đánh tấn công, một lực sát thương rất mạnh, nhưng những con quái nhỏ của Hani thì nó rất đau và nó khiến cho là con phòng mất một lượng máu rất nhiều. Thánh chỉ tới đang bị con bét của Hani hút máu và nó khiến cho Misty phải nằm xuống. Và vũ của họ đang tìm cách bỏ chạy. Celebrity đang bật chế độ có cánh lên, kéo được đối phương về với một lượng sát thương cực kỳ nhiều. Chưa nổ, vẫn chưa nổ. Thái Dương Hà Sang chỉ làm chậm, còn Celebrity ôm trụ hơi sâu. Venus tới chưa kịp, Celebrity tóc biến bỏ chạy đi. Vũ hộ tóc biến Quy và giữ chân được đối phương lại. Logopo Quy không trúng tim, không chuẩn xác, nhưng vũ hộ E của Olaf thì đủ sát thương rồi. Như đây, chưa quý lý. Hiện ta đang gặp lúc với những gì mà cái skin anh ta đã chọn, với những pha gọi là chiêu cuối không trúng ai cả. Anh ta với những tình huống di chuyển vào bên trong và bắt đối phương phải ngửi khói độc của mình. Lại một lần nữa Hà Tiêu Phu đang cho thấy khả năng Quy không bao giờ trúng của anh ta. Khi này thiên định kiếm chuẩn xác của Hy Nam. Lại một lần nữa Hà Tiêu Phu lại quăng rìu không chuẩn xác lắm. Bốn của họ đang phải tìm cách lùi về quét tan kéo trúng vào người của Celebrity. Artifact bật chiêu cuối mà lên chạy rất nhanh và đang khiến cho Thánh Chỉ Tế phải sử dụng đồng hồ của mình. Celebrity đứng giữa ba thành viên của đối phương và kết hợp với Venus hạ gục được Misty. Bốn của họ đang rất thấp máu sử dụng thiên định kiếm trúng vào DNK. DNK bị hạ gục dưới tay của chú Bảo Nhi. Venus dẫn đồng hồ tóc biến đến từ Wendy. Anh ta quay ra lại, ta hoảng sợ Venus và sau đó ta chạy ra thì bắt chí theo người của Wendy. Celebrity một cân hai đường, anh ta hạ gục được xạ thủ của đối phương. Còn trong đám phía bên trên, Wendy đã bị giết rồi. Jackafor chỉ còn giáp thiên thần mà thôi. Hani đã tới và Venus tới với cú lăn bụng của mình, double kill dành cho Ragaz trong tay của Venus. Logopor không có cách nào bỏ chạy cả. Và đó là pha quét sạch dành cho Loki Sport. Cũng như là ván thi đấu này sẽ đang đưa tới các thành viên phía Loki Sport. Cái đấy chờ ai ra là tổng rồi. Misty ra đầu tiên. Misty ra đầu tiên. Đang mời một ly đấy, đang mời một ly. Có nghĩa giờ này Misty chưa ăn tối đâu. Nhưng mà đối phương thì có cảm nhận như là kéo dài bản thi đấu thêm một tí xíu để số mát mà bạn cần phải gọi là mang thêm một tí lực giải trí vào nữa. Ủa, chấm dứt nơi đâu này. Đến từ bên phía Team Chimmer, thật ra những con lính vừa rồi nó mạnh quá, nó đánh vào cái nhà rồi và các thành viên phía Team Chimmer phòng ngự không được. Coi như chiến thắng tốt tuyệt vời dành cho bên phía Loki Sport, một cái thi đấu rất thú vị. Nhưng mà phải công nhận đó là Team Chimmer đã có được một màn thể hiện nó cực kỳ tuyệt vời. Xin chúc mừng Loki Sport và Loki Sport xin mời các bạn chào khán giả để
chúc mừng dành chiến thắng vừa rồi. Cảm ơn các bạn. Mời team của streamer lên để giảm khán giả. Cảm ơn các bạn. Team một ván đấu vô cùng hoan hỉ, các bạn đã mang lại.